Hello. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn học trị mụn tại nhà cùng Dr. Hiếu. Và trong video tuần này, chúng ta đã cùng làm quen với một tình trạng mụn trứng cá khởi phát liên quan đến stress, căng thẳng trong công việc và mới bị thời gian trong 3 tháng. Nhưng khác với những trường hợp khác, đó là mụn trứng cá trên nền da dễ bị sẹo. Vậy các bạn hãy cùng xem phác đồ tuần này của bác sĩ Hiếu là gì và kết quả của case này là như thế nào. Và các bạn đừng quên hãy xem đến cuối video clip này để có thể kiểm tra được xem liệu rằng phác đồ các bạn đã tự nghĩ ra đã hiệu quả chưa và đáp án cho kỳ này là gì. Ok, nhắc lại tình trạng da của bạn này. Đây, bạn nữ 23 tuổi làm nhân viên văn phòng mới bị tình trạng mụn. Khoảng 3 tháng gần đây, tổn thương là các sẩn mủ nông trên một nền da đỏ. Tình trạng da típ da khô, có nhiều mụn ẩn, da dày sừng và có rối loạn sắc tố ở hai bên má. Giống như các phương pháp điều trị thì nguyên tắc đầu tiên đương nhiên đó là xử trí mụn viêm và mụn mủ. Các bạn đang nghĩ xem rồi mình đang dùng sản phẩm gì? Tebamycin, erythromycin đường bôi hay là fusilic acid? Và đáp án trong kỳ này bác sĩ dùng không phải cả ba loại trên. Đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, chưa đến 200.000 đồng, Azaduo. Thành phần chính của nó là alaplin 0.1% và benzoyl peroxide 2.5%. Sản phẩm này sẽ được dùng cho bôi vào đúng điểm mụn. Và đây chính là hình ảnh sau khi xử trí phần viêm. Bạn có thể thấy các mụn viêm nông thì lấy nhân mụn và dùng nhóm xử trí mụn viêm cực kỳ hiệu quả. Và đây là hình ảnh sau khoảng 2 tuần thì mụn viêm nó đã không còn nữa và để lại những cái nền da đỏ. Nền da đỏ nó cải thiện cực kỳ nhanh. Nhưng đây đã phải đến đích chưa thì đương nhiên không phải rồi. Bởi vì xử trí mụn không phải xử trí những cái mụn bạn đang nhìn thấy, mà bạn phải đưa ra về trạng thái sinh lý và kiểm soát được quá trình tái phát của mụn. Đây mới là vấn đề quan trọng, bởi vì mụn trứng cá thì bạn có nhiều cách để xử trí. Nhưng xử trí như nào để hạn chế được nguy cơ, xử trí như thế nào để hạn chế được quá trình tái phát thì đó mới là điều quan trọng. Phần số 2 đó là xử trí mụn ẩn và mụn đầu đen. Thì có hai sản phẩm bác sĩ Hiếu lựa chọn, đó chính là BHA 9% và gì nhỉ các bạn? Và Alaplin 0.1% bôi full face. Tại sao lại dùng hai những sản phẩm này? Bởi vì nền da đang dày sừng và có nhiều mụn ẩn thì đương nhiên lựa chọn đầu tay của bác sĩ Hiếu là BHA và một nhóm vitamin acid. Nhưng tại sao lại dùng Alaplin? Bởi vì Alaplin được cho là dịu nhẹ hơn so với những cái nhóm khác và đặc tính của nó sẽ chuyên dụng cho việc trị mụn chứ không phải là chuyên dụng cho việc chống lão hóa nha. Thì khác với tretinoin thì tretinoin nó sẽ dùng để trị mụn và chống lão hóa, còn alaplin thì sẽ thiên về hướng trị mụn nhiều hơn, chủ yếu là trị mụn. Và bạn này sẽ được sử dụng là alaplin Differin bôi cách ngày, tức là cách một ngày dùng một lần. Phần số 2 là BHA 9% sẽ được dùng một tuần 2 buổi và đặc biệt là vùng mũi. Tại sao lại dùng một tuần 2 buổi? Bởi vì nếu đã dùng alaplin mà bạn dùng một cái BHA 9% lên mặt thì nguy cơ bị rất cao, vô cùng cao và nó dễ kích ứng. Nên bác sĩ Hiếu lựa chọn BHA dùng ngày một tuần 2 buổi. Nhóm số 3 đó là nhóm cấp ẩm và kiểm soát tuyến bã nhờn. Đương nhiên là không thể không có nhóm giữ ẩm trong việc trị mụn được. Bởi vì nếu như không da không đủ ẩm thì da có thể tiết bã trở lại hoặc là da dễ lão hóa. Vì bạn này tiết da khô thì cái nguy cơ tăng tiết dầu chỉ có thể là trong cái đợt gần đây thôi chứ không phải là trước đây bạn ấy đã từng nhiều dầu. Vì đây là tiết da khô rất là rõ, da khô. Cũng có thể nhiều bạn cho rằng đây là da hỗn hợp hướng khô thì cũng có thể đúng, nhưng mà thiên hướng bạn này là da khô nên giữ ẩm đương nhiên lựa chọn. Và đoạn đầu tiên bác sĩ Hiếu lựa chọn đó là giữ ẩm oil free. Đương nhiên rồi, bác sĩ Hiếu luôn yêu thích việc trị mụn dặn đầu là dùng oil free, sau khi ổn định xong có thể dùng các giữ ẩm có thêm gốc dầu là cũng được. Bởi vì da khô thì có giữ ẩm gốc dầu thì nó cũng sẽ giữ ẩm sâu hơn cho da, tức là giữ được cái độ ẩm. Và đoạn đầu bác sĩ Hiếu dùng em này. Ok, cực kỳ rất là rẻ tiền thôi, là không có đắt. Giá của em này nó sẽ khoảng dưới 1 triệu. Ok, dưới 1 triệu và có thể dùng được khoảng từ 2 tháng. Khoảng 2 tháng nhé, nó không quá đắt đâu. Đây là tình trạng hình ảnh của bạn này sau 2 tháng điều trị. Đầu tiên là ảnh chụp vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Ok, và ảnh tiếp theo là ngày 18 tháng 9, tức là sau 2 tháng. Sau 2 tháng thì các bạn chúng ta hãy cùng xem hình ảnh sau 2 tháng. Sau 2 tháng thì tổn thương mụn viêm không còn. Đương nhiên rồi, mụn viêm đã được xử lý và nền da nhẵn. Các bạn có thể thấy khi zoom lên thì không còn lấy dấu hiệu của mụn ẩn nữa. Đây là một tín hiệu tốt.
Nhưng nền da để lại thì các bạn thấy nền da để lại rất nhiều các cái vết sẹo hồng, vết sẹo hồng. Thì điểm này tương lai nó sẽ trở thành sẹo lõm, và đây chính là giai đoạn sớm. Tại sao giai đoạn sớm thì bạn đã hiểu rồi đúng không? Giai đoạn sớm đó là có quá trình tăng sinh mau, tăng sinh mạch máu để phục hồi lại ổ viêm. Giai đoạn 2 mạch máu bắt đầu thoái lui, chuyển sang giai đoạn đen và thoái hóa hemoglobin. Và giai đoạn 3 tiếp theo là nó sẽ trở thành màu vàng nhạt, thông thường là sẽ về màu da. Và khi về màu da là sẽ ở giai đoạn muộn, cần phải có cái can thiệp và kích thích thì nó mới lên được. Chúng ta hãy cùng xem tiếp cái má bên đối diện. Và ở má bên đối diện thì nó chỉ còn một nốt mụn viêm mủ nông nữa thôi, nó không còn nữa. Và để lại những cái vết mụn cũ là các vết trượt hồng. Và đương nhiên rồi, tương lai nó cũng sẽ là mụn trứng cá. Và chúng ta hãy cùng zoom lên thì bạn này có rất nhiều cái mao mạch loằn ngoằn dưới da. Thì mao mạch này không nghĩa là da yếu nhé, các bạn hãy phân biệt rõ trong video trước bạn hiểu chia sẻ. Không phải cứ loằn ngoằn mao mạch thì là da yếu đâu. Loằn ngoằn mao mạch nó chẳng qua là gì, mao mạch của bạn tăng sinh mao mạch ở vùng nông chứ không phải da yếu. Có những trường hợp thì tăng sinh mao mạch là da yếu và nhạy cảm với nhiễm cóc, nhưng đây thì không phải. Và đương nhiên thì bạn này đặc biệt hơn các bạn khác là sau khi trị mụn xong thì bạn ấy tiếp tục làm liệu trình số 2, đó là trị sẹo. Và đương nhiên rồi, theo bác sĩ Hiếu, trong những video trước bác sĩ Hiếu chia sẻ với các bạn, sẹo ở giai đoạn sớm thì luôn cải thiện tốt hơn ở giai đoạn muộn. Và bạn này đã qua một giai đoạn trị sẹo tiếp tục thêm 2 tháng. Và các bạn hãy hình bạn nhìn xem, vậy thì những cái đốt tổn thương đỏ đấy nó còn không? Thì đây chính là cái hình ảnh má ở bên phải của bạn, của khách hàng. Thì chúng ta hãy cùng zoom lên. Và đây chính là ảnh, vâng, đương nhiên rồi, ảnh chụp bằng cam thường thật, không có, không thể có chỉnh sửa. Và hãy zoom lên, nền da nhẵn mịn mà còn giảm được cả sạm và thâm ở hai bên má nữa. Nên các bạn có thể thấy là khi da khỏe hơn, hết mụn thì khả năng ngầm hấp thu sản phẩm của da tốt hơn rất nhiều. Chính thế thì các bạn hãy đưa da mình về cái trạng thái của da khỏe và có khả năng thông thoáng thì sản phẩm hấp thu sẽ dễ hơn, da căng mịn hơn. Thực ra thì cũng không nghĩ rằng bạn này có tiền sử bị mụn đâu, nếu như nhìn ảnh, hình ảnh này đã được phục hồi hầu như hoàn toàn. Và má bên đối diện chúng ta hãy cùng zoom lên, chỉ còn khoảng 1-2 nốt sẹo hơi mờ nhạt và còn lại đã được phục hồi một cách tối đa. Thì đây chính là một ca thành công của bác sĩ Hiếu. Và trên đây là tổng hợp lại những sản phẩm bác sĩ Hiếu đã dùng và các phương pháp bạn trị liệu. Và đây là một trong những nhóm da các bạn thường gặp, và khi bước sang ở độ tuổi khoảng 23, 24 hoặc 25 thì đây là độ tuổi chúng ta dễ gặp các vấn đề stress, căng thẳng công việc và hình thành các loại mụn như này. Điển hình là trên những bạn da khô, tiết da khô mà bị mụn, thì trong giai đoạn sớm điều trị nó sẽ thường đạt đích rất là cao. Và các bạn cần phân biệt rõ da mình, thứ nhất đó là mụn mình bị khi nào, số 2 thời gian khởi phát được bao lâu, số 3 những nhóm sản phẩm đã sử dụng, số 4 các thủ thuật đã dùng, và số 5 cái mong muốn của mình, và số 6 là khả năng kinh tế. Thì 6 vấn đề này sẽ giúp cho bác sĩ Hiếu cũng như các cơ sở uy tín khác có thể đưa ra cho các bạn các cái xử trí cũng như là phác đồ phù hợp với nhu cầu của mình. Và bác sĩ Hiếu chúc các bạn sẽ có những kiến thức nhiều hơn cho việc trị mụn và có làn da đẹp cũng như tự tin hơn để có thể có nhiều công việc và sự may mắn trong cuộc sống. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.